tại làng nghề bánh đa Vĩnh Đức, huyện Đô Lương, bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống, các hộ sản xuất đã liên kết với nhau đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, bán hàng thông qua mạng xã hội. Như vậy, làng nghề hơn 300 năm tuổi đã tìm được chỗ đứng tại các hệ thống phân phối bán lẻ lớn trong nước. Bây giờ thế hệ chúng tôi thì kế tiếp thì rất là muốn tôn vinh cái nghề lên và cũng đã đưa sản phẩm vào tất cả các cái kênh để quảng bá thương hiệu. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã được sản phẩm nó công nhận hay là OCOP và cũng đưa lên sàn giao dịch điện tử. Thì mức tiêu thụ cũng là tương đối so với trước khi chưa có cái sự quảng bá. Thời gian qua, hầu hết các làng nghề đều phải đối diện với nhiều khó khăn, nguy cơ mai một do sản phẩm khó cạnh tranh với hàng ngoại. Do đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các làng nghề cũng đã từng bước chuyển hướng kinh doanh điện tử, tổ chức mô hình bán hàng trực tuyến theo nhóm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, đồng thời thay đổi mẫu mã để thu hút người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm. Bây giờ cái máy móc hiện đại chúng tôi sẽ làm công nghệ cao hơn, mà cái sản phẩm chúng tôi là ngon hơn, sạch hơn. Thì chúng tôi làm đóng bao bì, đóng các sản phẩm và đa dạng như màu mà mặt hàng. Thì để tiếp thị thị trường rất tốt. Ngoài cái đầu tư máy móc về là các cái bao bì mà chúng tôi còn là tiếp cận các cái kênh bán hàng đến qua mạng, qua Zalo, qua sàn các cái sàn giao dịch điện tử để cho đi được khắp nơi đến cả nước. Nghệ An hiện có 178 làng nghề thủ công truyền thống. Tuy mới chỉ có khoảng 10% các làng nghề tiếp cận được khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhưng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển. Hiện nay, sản xuất thì không có, nhưng tiêu thụ sản phẩm là khó nhất. Vì vậy, chúng ta trong đời hiểu hiện nay là một cơ hội rất tốt để cho các làng nghề phát triển mà ứng dụng kỹ thuật số trong việc xúc tiến thương mại bằng cái việc đó là trước hết làng nghề là phải xây dựng trang website để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Thứ hai là tham gia cái bán hàng trên các cái nền tảng kỹ thuật số để tạo điều kiện giữa người sản xuất và người tiêu dùng nó gặp gỡ nhau. Để phát triển, hiện các làng nghề cũng đang nỗ lực tạo ra sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu hiện tại, đồng thời thường xuyên nâng cao kiến thức về thương mại điện tử, kỹ năng kinh doanh trực tuyến nhằm thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ.